Diabetna giúp hạ đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường. Sản phẩm của Nam Dược. Mối liên quan giữa béo phì và đái tháo đường. Đái tháo đường là bệnh mãn tính không lây nhiễm, hiện đang gia tăng và ảnh hưởng đến sức khỏe toàn cầu. Đái tháo đường có thể gây nhiều biến chứng, tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt tại các nước có thu nhập thấp. Một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh đái tháo đường chính là béo phì. Tại sao béo phì gây ra bệnh đái tháo đường? Sau bữa ăn, đường từ thức ăn sẽ được hấp thu vào trong máu. Nhờ có insulin của tuyến tụy, đường sẽ được cung cấp cho tế bào, được cơ thể sử dụng và duy trì trong một phạm vi an toàn nhất định, không gây tăng hoặc giảm đường huyết. Người béo phì, lượng mỡ gia tăng ở nội tạng và dưới da. Các tế bào mỡ càng nhiều, càng làm tác động kiểm soát đường huyết sau ăn của insulin bị giảm đi. Ngoài ra, mỡ bao xung quanh tụy còn làm giảm khả năng tiết insulin. Hai yếu tố này kết hợp với nhau khiến cho đường huyết của cơ thể tăng cao hơn ngưỡng bình thường, dẫn đến đái tháo đường. Thưa quý vị và các bạn, qua clip ngắn vừa rồi thì chắc hẳn quý vị đã phần nào hiểu được vì sao những người béo phì lại có nguy cơ cao gây bệnh đái tháo đường. Một câu hỏi được đặt ra đó là với những người đái tháo đường khi bị tăng cân béo phì thì có nguy cơ tiềm ẩn gì không? Và nếu có thì những người bệnh của chúng ta sẽ phải làm gì để cải thiện chất lượng cuộc sống? Chương trình tuần này với sự đồng hành của tiến sĩ bác sĩ Vũ Bích Nga đến từ Đại học Y Hà Nội trong mục góc tư vấn sẽ giúp cho quý vị, đặc biệt là những người đái tháo đường hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin kính chào tiến sĩ bác sĩ Vũ Bích Nga. Câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho bác sĩ đó là béo phì được hiểu như thế nào ạ? Hay là dựa vào đâu để chúng ta có thể biết được thể trạng béo hay là thể trạng béo phì ạ? Được coi là béo phì khi mà cân nặng của mình, người ta lấy một cái chỉ số gọi là chỉ số khối cơ thể. Nghĩa là người ta đo, lấy cái số đo của cân nặng tính bằng kg chia cho bình phương của chiều cao tính bằng mét. Ví dụ bạn cao 1m58, bạn nặng 60 cân chẳng hạn thì người ta lấy 60 chia cho 1,58 bình phương của 1,58. Và nếu như cái chỉ số đó người ta gọi là chỉ số BMI. Nếu như chỉ số đó đối với người vùng châu Á Thái Bình Dương dưới 23 thì được coi là bình thường. Còn trên 23 thì được coi là thừa cân và béo phì. Vâng, thừa cân béo phì thì có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường. Vậy những người bệnh đái tháo đường mà đã bị thừa cân béo phì thì liệu có những ẩn họa gì có thể xảy đến với họ? Khi mà đái đường mà bị béo phì thì còn có nhiều nguy cơ khác nữa. Thứ nhất là nguy cơ về tim mạch. Người béo phì đái đường thì dễ có nguy cơ tăng huyết áp hơn, rồi dễ bị các cái bệnh lý về mạch vành hơn, đường máu khó kiểm soát hơn, rồi bệnh nhân dễ bị thoái khớp hơn. Ngoài ra thì người ta còn có các cái nguy cơ nữa, ví dụ như là nguy cơ về ngừng thở khi ngủ, và đấy là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mình ngừng thở mà ngừng thở lâu quá thì có thể là não thiếu oxy, tim thiếu oxy và có thể là nguy cơ tử vong. Vậy tỷ lệ này có hay xảy ra ở những người đái tháo đường béo phì hay không ạ? Và người bệnh thì cần phải lưu ý những gì ạ? Cũng tương đối là phổ biến. Thế và cũng may, cũng có thể may mắn là cái ngừng thở đấy nó ngắn. Hoặc là những người béo phì thì họ cũng hay ngủ ngáy. Thì cũng có thể là vì ngủ cùng với những người khác thì người ta thấy ngáy ghê quá thì người ta cũng đánh thức, vân vân. Thì nó đỡ là cái nguy cơ mà ngừng thở kéo dài. Thế còn lại thì những người mà đã đái đường và béo phì thì phải hết sức lưu ý đến vấn đề này và phải cố gắng để mà giảm cân. Nếu không thì người ta phải đo cái độ ngừng thở trong lúc ngủ. Thế và nếu ngừng thở kéo dài lâu quá thì người ta còn phải có cái máy hỗ trợ, tức là đi ngủ phải đeo cái máy đấy. Thế nếu như ngừng thở kéo dài quá thì cái máy đấy nó sẽ tự bơm không khí vào để nó tránh được cái tai biến, chứ không người ta đột tử là vì như vậy.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, những phân tích của bác sĩ Vũ Bích Nga vừa rồi cũng đã được các nhà khoa học nghiên cứu và minh chứng qua một bài báo sau đây. Frank Hu, giáo sư dinh dưỡng và dịch tễ học tại Đại học Y khoa Cộng đồng Harvard và tác giả chính của nghiên cứu cho biết, thừa cân hoặc béo phì không giúp cải thiện sự sống ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2. Nghiên cứu quy mô lớn do các nhà nghiên cứu của Đại học Y khoa Cộng đồng Harvard HSPH bác bỏ những nghiên cứu trước đây cho rằng thừa cân hoặc béo phì đối với những người có bệnh đái tháo đường có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với người có cân nặng bình thường, gọi là béo phì nghịch lý. Giáo sư Frank Hu cho biết rõ ràng quản lý trọng lượng là một chiến lược điều trị quan trọng đối với cá nhân thừa cân hoặc béo phì bị đái tháo đường type 2. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 8.970 phụ nữ ở Brigham và 2.457 người đàn ông tại Health Professional Follow-up Study với bệnh đái tháo đường type 2. Họ đã tính toán chỉ số khối cơ thể BMI của những người tham gia ngay trước khi chẩn đoán bệnh đái tháo đường và loại trừ những người tham gia có báo cáo tiền sử bệnh đái tháo đường lúc ban đầu hoặc bệnh tim mạch hoặc ung thư trước khi họ được chẩn đoán với bệnh đái tháo đường. Kết quả cho thấy một mối liên hệ xác thực giữa chỉ số khối cơ thể BMI tại thời điểm chẩn đoán bệnh đái tháo đường và nguy cơ tử vong từ mọi nguyên nhân. Quan sát cho thấy những người cân nặng bình thường có nguy cơ tử vong thấp nhất. Điều này có nghĩa là những phát hiện cho thấy việc thừa cân hoặc béo phì không có lợi ích gì. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trao đổi cùng tiến sĩ bác sĩ Vũ Bích Nga. Thưa bác sĩ Nga, tôi có một câu hỏi như thế này ạ. Thông thường thì những người bệnh đái tháo đường họ rất là cẩn thận trong việc ăn uống, trong vấn đề dinh dưỡng. Nhưng không hiểu sao mà họ vẫn bị tăng cân và bị thừa cân béo phì ạ. Phải chăng một phần nguyên nhân là bởi vì họ sử dụng những loại thuốc điều trị đái tháo đường thưa bác sĩ? Đúng là như vậy. Thì trong các cái thuốc điều trị đái tháo đường có thể có tương đối nhiều thuốc nó gây tăng cân. Bản thân người đái đường khi mà đường máu tăng cao quá thì mất nước rồi sút cân. Thế nhưng mà khi mà điều trị thì đường máu trở về bình thường, cái sự mất nước nó đỡ đi thì nó cũng đã là hồi phục cân trở lại. Tuy nhiên cũng có khá là nhiều nhóm thuốc nó có thể gây ra tăng cân. Ví dụ như là các cái sulfamid kích thích tụy sản xuất ra insulin thì khi mà sử dụng thì có thể làm tăng cân một chút, hoặc là nhóm TZD thì nhóm đấy có thể gây giữ nước cũng gây tăng cân một chút, hoặc là insulin cũng có thể gây tăng cân một chút đối với người đái đường. Thực ra thì ở nước ngoài tỷ lệ thừa cân béo phì rất là nhiều, cho nên là vấn đề tăng cân khi mà sử dụng thuốc đái tháo đường là vấn đề quan trọng, rất quan trọng. Ở Việt Nam thì giai đoạn trước đây thì vấn đề mà tăng cân không quan trọng lắm, bởi vì người đái đường của chúng ta thì cái tỷ lệ thừa cân béo phì không nhiều. Tuy nhiên thì với cái xã hội mà kinh tế càng ngày càng phát triển như thế này thì cái tỷ lệ thừa cân béo phì ở người đái đường của chúng ta ngày càng có xu hướng tăng lên. Vì vậy chúng ta cũng vẫn phải chú ý tới cái vấn đề thừa cân béo phì ở người đái đường. Có nhiều người bệnh đái tháo đường đã kiểm soát cân nặng của mình bằng cách là nhịn ăn hay là giảm chế độ ăn của mình xuống, hoặc là họ tập luyện nhiều hơn để mong giảm cân một cách nhanh chóng. Không biết là tiến sĩ Nga có nhận định như thế nào về những cái phương pháp giảm cân vừa rồi của người bệnh đái tháo đường? Theo tôi thì đúng là vẫn phải phối hợp chế độ ăn và tập luyện. Nhưng nếu mà mình lại đi từ thái cực nọ sang thái cực kia thì cái điều đấy rất là nguy hiểm. Bởi vì cơ thể hàng ngày vẫn cần một lượng calo nhất định để cho các cái cơ quan của cơ thể nó hoạt động một cách tối thiểu. Thế thì nếu như mà bạn lại nhịn ăn cả ngày để cho nó giảm cân thì cái điều đấy rất nguy hiểm, bởi vì nó thiếu cái calo trầm trọng, nó có thể làm cho mình nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức. Vì vậy cái chế độ ăn và luyện tập để giảm cân là mình sẽ phải thực hiện một cách dần dần, từ từ. Lượng calo nếu như hàng ngày mình đang tiêu thụ, ví dụ mình đang tiêu thụ 2.000 calo một ngày thì mình sẽ tính toán thế nào để mình giảm, có thể giảm xuống 1.700, 1.600, dần dần từ từ. Và cái tập luyện của mình cũng thế, nếu như mình đang không tập luyện mà bây giờ mình lại tự nhiên tập luyện một ngày 4-5 tiếng thì cái điều đấy nó cũng không nên, mà mình sẽ phụ thuộc vào từng tình trạng bệnh tật của mình, vào mức đường máu, vào huyết áp và bệnh lý tim mạch để mình có cái chế độ tập luyện tăng dần. Và cái việc giảm cái chế độ ăn và tập luyện để giảm cân một cách từ từ dần dần, chứ không được một cách quá mức, bởi vì nếu quá mức nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Vũ Bích Nga trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với những chia sẻ này thì những bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta sẽ tích lũy thêm cho mình kiến thức trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe của mình và sẽ có chất lượng cuộc sống tốt nhất. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ một người đái tháo đường nữa, cùng lắng nghe bí quyết chăm sóc sức khỏe của họ. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một tấm gương để các bệnh nhân đái tháo đường khác học tập. Chúc cho quý vị và các bạn những ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cái này là khi đó mẹ bị tiểu đường chưa? Bị rồi. Bị tiểu đường được bao nhiêu năm rồi? Bị tiểu đường lúc năm 96 à? Đấy là 2006 à? Có khi bị từ cái hồi mà béo đấy, béo này béo, béo đấy, béo bị hết. Béo không giảm được cân. Nhưng mà hồi đấy thì có ăn uống hồi giờ ăn sao lại? Thế nó cứ béo mà mệt mỏi lắm. Cứ ốm đau suốt chứ cứ một tuần nào đi cấp cứu bệnh viện, vài tuần lại cấp cứu bệnh viện, tháng lần, tuần lần, hai tuần lần. Huyết áp nó cứ lên xuống thất thường mà đường máu thì rất cao. Ngày xưa cứ tưởng rằng là ăn nhiều là tốt, ăn nhiều thực sự là nguy hiểm. Mà tôi mới suy nghĩ đến cái việc là phải giảm cân. Tôi ý thức được là cần phải thứ nhất tìm hiểu về bệnh tật. Tôi giảm cân hai đợt. Trước là tôi 75 cân, về đợt 1 giảm được 11 cân. Sau đấy cứ 64 cân rưỡi và không giảm tiếp được. Ăn kiêng, kiêng nhưng vẫn nhiều khi thấy mệt mỏi. Vì vậy tôi nghĩ phải kiêng thế nào mình vẫn nhanh nhẹn, vẫn hoạt bát, vẫn không mệt mỏi thì mới được. Thế do đó cho nên sau đó là tôi thực hiện cái chế độ ăn kiêng thì là tôi đã giảm thêm được là 7 cân rưỡi trong vòng là 3 tháng rưỡi. Vì do bà tập luyện, hàng ngày tập luyện, tập thể dục rất là nhiều. Đấy, và ăn uống giữ đúng cái chế độ rất là tốt, cho nên là bà giảm cân rất là nhiều. Nói đến giảm cân này khó khăn lắm. Nếu như mà không có ý thức, không có quyết tâm rồi phải thể hiện ra hành động, chứ quyết tâm không không được. Mà khi thể hiện hành động thì nói thật là khó lắm ấy, kiên trì lắm mà quyết tâm lắm ấy, phải nghiêm khắc với bản thân lắm ấy thì mới giảm cân được. Lúc đầu ấy tôi ăn này ăn nhiều, vẫn còn ăn khỏe lắm. Bây giờ tôi vẫn còn ăn khỏe nhưng nói chung là tôi không ăn thôi. Nhưng mà ăn thế nào để cho nó đảm bảo vẫn đủ chất. Chứ nếu mà ăn mà không đủ chất thì không được. Do đó cho nên thực phẩm thì phải phong phú đủ loại và không ăn nhiều. 2/3 cái dạ dày thôi. Một nửa dạ dày, 2/3 dạ dày thôi. Đừng để bụng trống và bụng đói lúc nào cả. Thế tôi phải đọc sách tôi mới biết được những cái điều ấy. Và tập là một cái. Thứ hai là cái ăn kèm thêm với cái tập. Tập luyện từ đầu đến chân, sáng ngủ dậy trên giường cả. Giảm cân xong sức khỏe người cảm thấy thoải mái lắm, nhẹ nhõm. Mời các bạn tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm của chương trình Sống khỏe với bệnh đái tháo đường để giành được phần quà tặng hấp dẫn. Với câu hỏi tuần trước, đường huyết sau ăn bao nhiêu thì đạt tiêu chuẩn? Câu trả lời là A, nhỏ hơn 10mmol trên lít. Xin chúc mừng các khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất. Đặng Thị Yến, số 6, ngõ 260, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Nguyễn Đình Hùng, số 6, ngõ 3, La Thành, Hà Nội. Lưu Văn Trung, 32, ngõ 422, Trương Định, Hà Nội. Sau đây là câu hỏi của tuần này. Người bệnh cần làm gì khi bị hạ đường huyết? A, ngậm kẹo hoặc uống cốc nước đường. B, uống thêm thuốc điều trị đái tháo đường. C, cả hai phương án trên. Các bạn có thể gửi câu trả lời đúng về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Sống khỏe với bệnh đái tháo đường, kênh truyền hình O2 TV, ngõ 62/23 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, hoặc gửi email tới địa chỉ đái tháo đường bạn nên biết a@o2tv.vn. Ba khán giả gửi câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ nhận được quà tặng là một hộp Diabetna trị giá 110.000 đồng. Chúc quý vị may mắn. Diabetna giúp hạ đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường. Sản phẩm của Nam Dược.